hãy cùng kênh iFi Channel tìm hiểu hệ thống tản nhiệt cho máy tính bao gồm những loại nào. Tản nhiệt là gì? Nôm na dễ hiểu thì đây là bộ phận giúp giải tán lượng nhiệt tỏa ra từ các bộ phận của máy tính. Bởi trong quá trình sử dụng máy tính thì phần cứng, đặc biệt là CPU và VGA là phần tỏa ra nhiệt lượng rất lớn. Chính vì thế mà các sản phẩm tản nhiệt được ra đời nhấp giảm thiểu lượng nhiệt đó và hấp thụ sau đó phân tán nó vào môi trường trước khi linh kiện máy tính bị quá nhiệt chính vì vậy việc làm mát cho chiếc máy tính của bạn cũng là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng có những loại hệ thống tản nhiệt nào hiện tại phổ biến thì có thể chia tản nhiệt ra làm hai phần là tản nhiệt nước và tản nhiệt khí tản nhiệt khí về cơ bản tản nhiệt là một thiết bị giúp đưa nhiệt nóng từ cpu ra ngoài và để đưa luồng nhiệt này đi Tản nhiệt cần có các ống dẫn truyền nhiệt heat pipe thường là bằng đồng và có các lá tản nhiệt heat sink bằng nhôm để thấp thụ cũng như khuếch tán nhiệt. Để tăng tốc độ khuyết tán, tản nhiệt thường đi kèm với quạt. Đây là thiết kế cơ bản nhất của tản nhiệt làm mát bằng khí. Không chỉ tản nhiệt khí cỡ lớn dùng trên máy bàn, hệ thống tản nhiệt trên laptop cũng có thiết kế tương tự. Có hai loại phổ biến là tản nhiệt kèm sẵn khi mua CPU, stock và các tản nhiệt khí mua bên ngoài. Tản nhiệt stock là những loại tản nhiệt kèm theo khi mua CPU, thường những loại CPU này thường là CPU phổ thông cho người dùng. Những loại CPU cao cấp như dòng CPU K-Series, Xeon, i9 Series của Intel hay Threadripper của AMD, thì sẽ không bán kèm tản nhiệt stock bởi khả năng của chúng không thể đáp ứng đủ hiệu suất làm mát cho những loại CPU này. Tản nhiệt khí cũng có chức năng khá giống như tản nhiệt stock nhưng nó được đầu tư và thiết kế chất lượng hơn. Tản nhiệt khí được ưa chuộng nhất là vì nó có giá thành rẻ, cấu tạo đơn giản nhưng có hiệu quả cao. Cũng như việc không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật trong quá trình lắp đặt tản nhiệt nước. Water Block là thành phần quan trọng nhất của cả hệ thống, nó chịu trách nhiệm chuyển nhiệt lượng tỏa ra từ CPU, GPU vào nước. Nhiệt lượng từ linh kiện sẽ được truyền vào chất lỏng tản nhiệt và được giải phóng ra môi trường qua các lá tản nhiệt. Nó là thành phần quyết định hiệu năng và tuổi thọ của cả bộ tản nhiệt nước chịu trách nhiệm kết nối và dẫn nước giữa các thành phần trong hệ thống là ống dẫn nước. Có hai loại phổ biến hiện nay là tản nhiệt nước AIO All-in-One và tản nhiệt nước Custom. Tản nhiệt nước AIO bao gồm tất cả các thiết bị bao gồm block, máy bơm pump, ống túp dẫn nước, két nước radiator trong cùng một chiếc tản nhiệt. Hiệu quả của nó cực kỳ tốt và chất lượng khỏi bàn cãi. Tản nhiệt nước custom là loại tản nhiệt có thể lắp được cho rất nhiều loại máy tính khác nhau bởi độ linh hoạt với mục đích giải nhiệt triệt để được khá nhiều người ưa thích bởi nó phù hợp với những người đam mê yêu cái đẹp của PC và những ai có nhu cầu tần suất làm việc cao mở máy 20 phần 24 như Các nhà thiết kế cần render ảnh, phim, mô hình 3D, game thủ cày quốc trong thế giới ảo cả ngày hay những nhà làm phim Và đặc biệt là dân overclock thì nên làm một bộ tản nhiệt nước để máy chạy trơn chu phục vụ nhu cầu của mình i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7, vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.